Thực ra ban đầu ấy, thì bên ekip, bên Propeller thì cũng các anh cũng có nói với em rằng là mình sẽ biên đạo, mình sẽ gửi cái bài hát của mình qua bên Mỹ để cho một cái nhóm người ta sẽ dựng và gửi đĩa về cho mình tập. Nhưng mà khi đó em có một chút băn khoăn, bởi vì là không biết là khi mình nhìn đĩa mình tập lại thì nó cái hiệu quả công việc nó có thể đạt tới mức mình mong muốn không. Và bên Propeller là bên anh Tuấn này, rồi anh Phụ Nam và anh Quân có nói với em là hay là anh sẽ contact với bên đó để mời bên đó về dạy em đi. Và khi mà mình được học hỏi, mình được trau dồi thêm á, thì cái kỹ năng của mình cũng sẽ tăng. Cái này nhanh em hay cuống. Đó, em đang ở bên Nhật đó. Thì Linh có mail rằng là chị Nga gọi điện về cho em gấp nhá. Thế em gọi điện, có gì đấy. Thế là Linh bảo là em sắp làm music video rồi, bây giờ chị phải làm style cho em nhá. À chị Nga, chị hơi bị đen một tí thôi. Em có cảm giác như em là một người cũng rất là may mắn ấy. Tại vì mình toàn gặp được những người mà hiểu mình ấy. Nghĩa là ban đầu cái này không nói được. Ok, anh quay mặt đi. Em sẽ phải vào trước khi cái ngày quay chính thức bắt đầu là khoảng tầm nửa tháng á. Thì ban đầu mình vào, như em nói á, mình cũng gặp một chút khó khăn. Em mới ra. Rồi. Và đã ra như thế rồi. Đây không phải là ra throwing. Như vậy. Một sẽ có hai option nhá, anh có thể nhìn thế này nhá. Một là như này. Đây nhá. Một này. Hai này, cô tuốt ra này, xong bắt đầu đẩy. I don't speak Vietnamese and they don't speak English. Này, xong hất một cái xong bắt đầu mới ấy. Like I was able to just teach them and have fun the whole time with, you know, like, like that's what I did a lot. 3, 4, and 5, 6, and 7, 8. Good. Good. Again. And the girls are great. So I think all of our work put together and Thuy Lin, especially working with her, that was fun. Ủa, cái buổi tập với giày cao gót đầu tiên ấy. Thì mọi người tưởng chừng như là không vượt qua được. Yeah. Yeah. Đây là lần đầu tiên mình đúng hoàn toàn. Ban đầu mọi người tập với giày thể thao á, và thấy là ồ, khi mình nắm bắt được nó rồi thì nhảy rất là thoải mái và bước nhảy rất linh hoạt. Rồi khi mọi người nghe tin là ồ, nhưng mà lên clip thì chúng ta phải đi giày cao gót cơ, bởi vì là như vậy thì dáng chúng ta sẽ đẹp hơn, khung hình sẽ đẹp hơn, mọi thứ sẽ đẹp hơn, mọi người rất muốn đẹp. Và mọi người bảo ôi khó khăn đấy, nhưng mà không sao, bởi vì khi mà xem lại thành quả và nếu sau này được khán giả đón nhận nữa thì nó là cái việc dường như là còn muốn được làm nữa. Những cái bước nhảy đầu tiên mình được Lý Giao dạy ấy, mình thấy băn khoăn bởi vì là mình chưa nắm bắt được nó vì nó hơi khác mình. Nhưng mà em lại nói cái điều quan trọng là mình vượt qua là chính mình, là mình làm được tốt cái điều mà mới mẻ thì nó sẽ làm thêm cho mình là một người có kinh nghiệm. Trong những lỗi em qua thì mình cũng lo lắng, nhưng mà sau khi mà tham gia với mọi người rồi mới biết là ai cũng đều có trách nhiệm cả, và mình chỉ cần có cái trách nhiệm của riêng mình là hoàn thành tốt cái phần việc của mình thôi.